Chúng đang ở một cái khu nhà vườn có diện tích là 7.200 m², có đầy đủ các loại cây ăn trái. Ui, mận dù này. Đang chào cái vườn này chỉ có khoảng 278 triệu một sào, tổng hết 7.200 m là 2 tỷ. Có sổ sách đàng hoàng, chủ bao công chứng sang tên nhá, một cái giá rất là rẻ. Có đầy đủ điện, nước, internet, có sẵn nhà, đường ô tô có thể vào tận nơi được. Anh chị nào mà quan tâm đất vườn giá rẻ thì tiếp tục xem hết video để xem chi tiết về cái thông tin ngày hôm nay. Chôm. Chúng sẽ review cho anh chị mình biết rõ nhá. Chào mừng anh chị quay trở lại kênh Trung Đỗ, kênh chuyên review về nhận ký gửi nhà đất khu vực Đồng Nai. Đây, trước tiên đây là cái đường vào nha anh chị. Đường này rất là rộng, đường ô tô vào tận nơi. Đây là đường cái ngõ đi vào này. Ô tô, chiếc xe bán tải đậu chạy vào đây nhé. Thì đường nhà nước thì tới đây, đường nhà nước tới đây. Còn cái phần đất của mình thì tiếp tục đi vào nhé. Cái phần vườn mà Trung review ngày hôm nay sẽ đi cái đường này xuống này. Nếu mà anh chị mua cái vườn ngần này thì chủ người ta hứa, người ta đảm bảo là sẽ đổ cái đường bê tông này luôn. Đường bê tông này hiện, cái đường này hiện rộng khoảng 5 m. Thì chủ sẽ đổ bê tông từ đây đi xuống luôn, tới sát đất của mình. Hiện trạng thì vẫn đang là đường đất như này. Nếu mà đi ô tô thì có thể chạy vào tới phía dưới này luôn. Chủ người ta vẫn cho xe tải chở vật liệu rồi chở đồ vào đi cái đường này được luôn nhé anh chị. Đây là cái phần trên, phần vườn của người ta. Còn cái phần đất của mình đi thẳng xuống phía dưới nữa sẽ tới nhá. Đây là cái đường này. Trong đây thì nếu mà mình mua phần phía dưới ấy, chỉ có mỗi cái đường này chỉ có mình với chủ người ta ở phía trên này đi chung cái đường này thôi. Thì khi mà anh chị mua thì chủ sẽ bao làm thỏa thuận lối đi chung cho mình và đổ cái đường bê tông này nhá. Đỗ Trung, nhà đất Đồng Nai nhận ký gửi review bất động sản. Thì bây hiện giờ thì ô tô chỉ có đi được tới đây thôi. Đây là đi, khi mình đi vào vườn của mình sẽ đi qua hai căn nhà. Căn nhà này là căn nhà thứ hai này. Tiếp tục mình sẽ đi thẳng xuống phía dưới nữa. Đây cái đường đường đi vô này, đường này hiện trạng thì đi đi xe máy thôi. Trong này thì cũng có kiểu có người ta đang giữ vườn ấy, ta hàng ngày ta chạy xe máy đi vào này. Có người đang ở trên vườn luôn nha anh chị. Ở đây chủ cũng đã cải tạo rất là nhiều rồi. Đất ở đây là đất đất khu vực sông Trầu này thì tương đối là nhiều đá, người ta kè đá này, chủ cũng đã cải tạo rất là kỹ, kè đá hai bên rồi nhá. Phía bên phải mình đây sẽ là có một cái khu vực ao rất là lớn này. Phía bên tay phải mình sẽ là một cái ao. Tổng diện tích vườn mình là 7 sào thì có tới 3 sào là đất nuôi trồng thủy sản. Đây là cái ao nhá. Ao người ta để không lâu rồi, người ta không muốn nuôi cá nên là để rậm rạp, cỏ lau sậy rất là tùm. Anh chị về có thể cải tạo làm vườn và móc ao lên làm ao nuôi cá cũng được nhá. Và sát cái ao sẽ là cái bờ suối nha anh chị. Đây mình tiếp tục đi vào trong vườn. Trên vườn đang trồng đủ loại cây trái luôn anh chị. Đầu tiên mình thấy có măng cụt và chuối này. Chuối này là chuối ngự nha. Theo anh chủ nói thì là chuối này được chủ nhập từ ngoài Huế mang vào đây để trồng ở Đồng Nai này đấy. Một cái chuối rất là đặc biệt, không phải chỗ nào cũng có đâu. Trái nó thì không được đẹp nhưng mà rất là ngon. Trong này thì vườn này. Trong này vườn có cái dàn mướp trái rất là dài. Đó, chỉ thấy cái dàn mướp kế cái nhà đấy nhá. Thấy trái mướp rất là dài, có khi cái trái mướp dài cả 70-80 cm. Và trên vườn này sẽ có cái căn nhà cấp 4, nhà này thì nhà tạm thôi. Một cái cây cóc rất là cao, cây cóc lớn, che cái bóng mát cái nhà. Vườn có măng cụt này, chôm chôm, sầu riêng luôn. Cái vườn này thì người ta trồng đủ loại cây trái ấy. Đây cho hai vợ chồng nhà này ở đây để trông giữ vườn thôi, chứ không phải là cho thuê gì đâu. Chủ cho họ ở nhờ để canh vườn. Thì họ cũng có tăng gia sản xuất, họ nuôi gà và nuôi chó, trồng rau. Cái nhà này thì nhà cấp 4, nhà này dừa rộng trường khoảng 50 m thôi nhá. Mình về mình có thể sửa sang lại cho nó đẹp lên cũng được. Có cây chanh trái sum suê luôn anh chị ạ. Đất khu vực này phía dưới này là phần đẹp nhất của cái vị trí đất này, tức là vị trí cái vườn hôm nay, tức là đất bằng đẹp mà không có đá, đất màu mỡ rất là phẳng. Xung quanh thì chủ cũng đã rào lưới B40 xây cắm cọc danh mốc rõ ràng ở đây. Chủ bao tranh chấp cho mình luôn, tức là đất người ta đã cắm cọc và đo danh đầy đủ rồi, anh chị mình không có sợ là lấn danh với hàng xóm đâu. Phía bên kia nhà người ta thì ta lại đi một cái đường khác nhá.
còn cái phía vườn nhà mình là chỉ cái đường của mình một mình đi thôi. Khu vực họ vườn họ trồng đủ loại cây ăn trái nên nên là sẽ hơi um tùm một xíu. Còn nếu mà anh chị mình về mình theo ý mình thì mình cải tạo thì có thể dẹp bớt chuối đi. Chỉ trồng các loại cây ăn trái như là măng cụt này, xoài này, vú sữa này. Trong này có hai cây mận trái rất là nhiều luôn nha anh chị. Như đoạn đầu video chung quay cái đoạn hai cây mận đỏ trái rụng kín dưới gốc luôn. Cái vườn này từ ngoài sông Chầu, chợ sông Chầu đi vào đây tầm khoảng độ 3 cây số thôi. Có cái đoạn mất khoảng độ 100m là mình không đi ô tô được, mình phải đi xe máy nhá. Thì cái đường đấy anh chị về có thể cải tạo. Này về trên này có cây xoài rất là tốt. Khu vực này thì dân cư tương đối thưa thớt tại vì trong khu nhà vườn anh chị. Mình xác định về đây là làm nhà vườn nghỉ dưỡng. Lâu lâu mình về cho yên tĩnh, không khí mát mẻ. Chúng cũng nhắc luôn cái vườn này là tổng diện tích là 7.200m2. Trong đó có 4.000m là quy hoạch đất nuôi trồng thủy sản nha anh chị. Nuôi trồng thủy sản tức là ao hồ ấy. Trong đó cái diện tích lòng hồ ấy, diện tích làm ao ấy khoảng độ 3.000m. Còn 4.000m là đất là mặt đất như này. Và cái khu vực này tại sao giá lại chủ chỉ cà chào có 2 tỷ, tính ra là chỉ có 1.278 triệu một sào thôi nhá. Thì là do 7.000m này thì có khoảng độ 3.000m là dưới đường dây điện. Dưới đường dây điện cao thế. Thì cái phần dưới đường dây điện cao thế đó là phần đất, là cái phần ao đó anh chị. Cái phần ao đó là đất nuôi trồng thủy sản đấy. Thì cái phần đấy thì mình mua chỉ để làm nuôi ao, làm ao thôi. Theo chung thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Tại vì nếu mà mình nuôi ao thả cá thì dưới đường dây điện không sao hết á. Trừ khi là mình làm nhà ở dưới đường dây điện thì nguy hiểm nữa nha. Còn đây trên vườn người ta vẫn trồng cây ăn trái rất là đẹp, tươi tốt, xanh tốt luôn. Chôm chôm này. Chung quay bây giờ là đang là mùa khô. Đang là mùa khô không phải là mùa trái cây nên là cây trái nó đang tốt thôi chứ chưa có trái nha. Cái này mà khoảng tháng 5, tháng 6 ở đây là đủ loại cây trái đang cho trái luôn. Mùa này thì chỉ có cóc với mận thôi. Đất khu vực rất là tốt nha. Đây để dễ hình dung thì Trung sẽ chèn vào cái sổ, thông tin sổ cho anh chị mình biết nha. Trung cung cấp việc thời thật việc thật. Đất vườn thì đẹp. Đây là thửa đầu tiên này. Đây là cái ao nha anh chị. Thửa đầu tiên này có diện tích là 3.730m2. Trên sổ thì hiện trạng là đất BHK nhưng mà quy hoạch đất nuôi trồng thủy sản nha anh chị. Và đây là thửa thứ hai có diện tích là 596m2. Cái thửa này thì hoàn toàn nằm dưới đường dây điện nha. Và đây là thửa thứ ba có diện tích 490m2. Thửa này cũng là phần đất nuôi trồng thủy sản. Và đây là cái thửa thứ tư. Thửa này là hoàn toàn là đất trồng cây lâu năm và nằm hoàn toàn phía ngoài hành lang đường điện nha anh chị. Thì tổng cái khu này là 4 thửa liền nhau, tổng diện tích chung cộng lại là 7.207m2. Đều có sổ và chủ đều bao sang tên cho mình nhá. Có một phần 3.000m là dưới hành lang đường dây điện thì trên sổ người ta cũng có ghi là đất nằm dưới hành lang điện sẽ bị hạn chế sử dụng. Hạn chế sử dụng là sao? Tức là mình không có làm nhà xưởng, không xây nhà kiên cố, không có trồng cây cao sát với đường điện. Đó là phần hạn chế sử dụng, chứ nhà nước không có thu hồi đất nha. Tức là vẫn cho mình công chứng sang tên đầy đủ. Nên là anh chị yên tâm. Và cái phần đất đấy thì lại nằm dưới ao, tức là nằm cái phần đi qua cái ao cá của mình ấy. Nên là cũng theo ao chung thì không ảnh hưởng gì nhiều. Đây là cái vườn, cái cây mận trái sum xuê luôn anh chị, chín đỏ đỏ gốc luôn, không có ai ăn đấy, chủ họ cũng không ở đây ăn, không ăn hết, không có người hái. Đấy là tổng cái khu vườn mình có diện tích là 7.200m, 278 triệu. Cái giá rất là rẻ. Tại sao rẻ? Tại vì nếu mà bình thường ở phía bên ngoài ấy, khu vực sông Chầu này phải giá phải như vị trí như này phải 700-800 triệu một sào nha anh chị, chứ không có cái giá rẻ như này đâu. Trong khi đó đây chỉ chưa tới 300 triệu một sào, rất là rẻ. Cái này thì sẽ phù hợp cho anh chị nào mua làm nhà vườn trang trại.
mua mua mục đích là để sử dụng ấy, tức là làm nhà vườn, trang trại chăn nuôi hay là làm nghỉ dưỡng đều được, bởi vì nó nằm phía sâu. Nếu mà anh chị lần đầu tiên tới đây thì đi có thể cảm giác nó hơi sâu, nhưng mà đo khoảng cách km thì từ đất này đi ra tới trung tâm thị trấn Trảng Bom chỉ có 7 cây số thôi nha, và đi lên tới công viên 30 tháng 4 thành phố Biên Hòa chỉ có 22 cây thôi, rất là gần. Vườn đất bằng đẹp như thực trạng của chúng đang quay đây. Đất bằng rất là đẹp, màu mỡ nha. Xung quanh thì đá nhiều, ở trên thì lại đá nhiều nhưng xuống cái phần vườn của mình lại đất màu không à, không có đá nha. Hoặc là có trước đây có ít đá thì chủ người ta cũng cải tạo hết rồi. Đây, chúng đi ngược lại ra phía này. Phía này có cái vũng, coi là cái ao nhỏ này. Ao này tự nhiên như kiểu là nước ở trên nó tự phu, tự đọng lại, tự đun lên là nước đọng quanh năm luôn ấy. Nước trong nguồn nó phun ra thành tạo thành cái hồ. Đây cái ao cũng là phần đường dây điện đi ngang qua nha anh chị. Đó. Đây là cái đường đi lên này. Bây giờ chúng đi lên lại này. Thì cái phần đường dây điện kìa, nó sẽ đi qua cái phần đất nuôi trồng thủy sản phía bên tay trái của mình nha. Tính ra giá rất rẻ. Cái điểm trừ của cái khu này này là do cái đường còn chưa có hiển thị trên sổ nha anh chị. Cái đường chưa hiển thị trên sổ nên là anh chị nào mà muốn vay ngân hàng thì cũng là một hạn chế. Còn cái đường này thì chủ người ta bao giấy đi chung rồi, thỏa thuận lối thuận lối chung. Mà anh chị mà mua khu này thì chủ người ta sẽ đổ đường bê tông cho vào cái đất luôn. Đây là cái ao mà chúng nói là nước nó tự nước nguồn nó tạo ra thành cái ao nhỏ này, có cá luôn anh chị. Có nó chung quay có mấy con cà rô. Đó là tổng thể của cái khu vườn ngày hôm nay, khu vườn xanh tốt, đất cực kỳ màu mỡ. Bây giờ chúng sẽ kiểm tra một vài thông tin trên gì nhỉ? Map trên Google Map để cho anh chị mình xem nhé. Đây vẫn là cái đường vào, cái đường này mình đi xe máy rồi đó, nhưng vừa nãy chúng có nói cái đầu là cái đoạn khoảng 100 m ô tô không đi được, đi xe máy thôi. Rồi bây giờ chuyển qua phần Google Map anh chị mình nhá. Đây bây giờ chúng sẽ làm thông tin cái trên Google Map nhá, để anh chị mình ở xa có thể biết được đường đi. Thì chúng đang ngồi ngay trong vị trí cái nhà vườn ngày hôm nay đây. Bây giờ chúng sẽ đo từ đây mà đi ra tới trung tâm thị trấn Trảng Bom nha anh chị mình. Đi ra đo đi ra tới Trảng Bom này. Đây. Đây là ngã tư Trảng Bom, ngã tư cây gáo Trảng Bom nhá. Chúng đo ra từ đây. 7,4 cây số. Từ đây mà đi ra tới trung tâm của huyện Trảng Bom là 7,4 cây số nhá. Đi xe thì mất khoảng 15 phút thôi, cũng không quá xa. Rồi, chúng sẽ đo từ đây mà đi lên tới Biên Hòa nha anh chị. Lên tới công viên 30 tháng 4 thành phố Biên Hòa đấy. Để anh chị nào ở Biên Hòa về đây thì mua thì biết đường mình đi nha. Đây, công viên 30 tháng 4 là đầu đường Nguyễn Ái Quốc luôn anh chị. Ok. Từ đây lên công viên 30 tháng 4 chỉ có 22 cây thôi. Cũng rất là gần, đi mất có khoảng 38 40 phút này. Rồi chúng sẽ đo tiếp một cái điểm ở thành phố Thủ Đức là công viên văn hóa Suối Tiên nha. Công viên văn hóa Suối Tiên, anh chị nào mà trong trung tâm Hồ Chí Minh thì có thể kiếm vị trí, đo thêm vị trí đi ra tới công viên này rồi là cộng xuống là biết đường xuống đây nhá. Đây công viên văn hóa Suối Tiên đây. Chúng sẽ để được bên này đường. Ok. 35 cây số, đi từ đây lên công viên văn hóa Suối Tiên là 35 cây số, đi tầm khoảng chưa tới 1 tiếng nha anh chị mình. Rồi, anh chị nào mà quan tâm thì có thể inbox qua Zalo chung gửi vị trí để mình đi nhá. Mảnh vườn này sẽ phù hợp với anh chị nào thực sự thích làm vườn, trang trại. Đất màu mỡ đẹp và giá rẻ nhá. Đương nhiên cái giá này thì tiền nào của đó. Nhưng mà so về cái tính công năng sử dụng thì cái phê anh chị có ít tiền mà muốn đất rộng ấy thì đây là một lựa chọn phù hợp nhá. Rất là tuyệt vời. Vườn đất màu mỡ. Đây có cái mương nước này, cái này là cái suối đó. Mùa mưa cái này sẽ suối chảy nhá. Mùa mưa đây là cái mương để thoát nước đấy anh chị, mương để trên vườn đất nước trên vườn nó xuôi chảy theo cái mương nước này nha. Trên vườn chủ trồng mỗi loại cây một ít, măng cụt, có cả sầu riêng, có xoài, có chôm chôm, có gì nhỉ, sambuche, chuối, mít, đầy đủ không thiếu một cây gì. Mình về mình chỉ về mình sửa sang lại cho theo ý của mình là mình có thể
hưởng thụ được luôn. Đất thì màu mỡ, mình về mình có thể trồng rau, nuôi gà, thả vườn trong đây, thậm chí nuôi heo rừng. Nuôi heo rừng thì thả cho nó ăn cỏ, ăn cám thôi. Cuộc sống yên bình. Đây có cây này là cây Samboche nha chị. Sambo này. Khu này thì có sẵn nhà rồi. Cái nhà này thì đương nhiên nếu mà anh chị ở thành phố về mình sẽ sửa lại, sơn sửa lại cho đẹp lên xíu là ok nhá. Phần ở trên này là phần trên đồi. Đây người ta cũng trồng bí này, thả bí xuống nó mọc lên. Cái này thì chưa có hệ thống quét tưới tự động đâu, mình vẫn phải cầm ống nước để tưới đấy. Có cây ổi nữa nhá, đây là cây ổi này chị. Tất cả những cái loại cây ăn trái trên vườn này đều đã do cho ra trái rồi. Chủ người ta đều trồng 5-7 năm rồi, có sẵn từ giờ trước rồi nhé. Rồi Trung cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh chị đã xem hết video nhé. Anh chị nào mà quan tâm thích cái nhà vườn này, khu vườn này thì gọi cho Trung theo số 0937716248. Khu này có diện tích là 7.200 m², giá 2 tỷ, gồm 4 thửa liền nhau, có sổ sách đàng hoàng, chủ bao công chứng sang tên cho mình, sang tên sang sổ, và chủ đa bao là đổ đường bê tông vào tận nơi cho mình nhé. Anh chị có thể yên tâm tuyệt đối, phù hợp với anh chị muốn mua làm nhà vườn, trang trại. Rồi cảm ơn anh chị xem hết video, ủng hộ chung một like, một đăng ký kênh. Hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo. We'll see it through.